kênh thuốc lam thuốc bắc xin chào các bạn hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 6 cách trị tiêu chảy cho bé an toàn hy vọng bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin cho các bạn nuôi con nhỏ chúc các cháu luôn khỏe mạnh nếu thấy hữu ích mọi người hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho nhiều người biết hơn khi trẻ bị tiêu chảy lúc này các mẹ cần bổ sung gấp lượng nước tiêu hao và đầy đủ chất dinh dưỡng để cung cấp lại cho cơ thể dưới đây là 6 cách trị tiêu chảy cho bé an toàn các bạn nên tham khảo Cách 1. Cho con uống nước sắc ngải cứu. Ngải cứu cũng là một nguyên liệu dễ tìm có thể điều trị các bệnh tiêu chảy do ngộ độc, thực phẩm, kèm nôn mửa, kháng nhiễm khuẩn ni khuẩn thổ tả, nấm tụ cầu vàng, gây bệnh. Nguyên nhân liệu dùng từ 6 đến 12 gram lá tươi, 20 gram cành, hoa ngải cứu đã phơi khô, tán nhuyễn sắc chung với 10 gram lá trường bì, 15 gram gừng già, 30 gram nhục đậu, khấu, sắc cho 750 ml nước còn 250 ml nước chia 3 phần uống trong ngày liên tục 2 đến 3 ngày sẽ dứt bệnh. Lưu ý người huyết nhiệt âm hư không nên dùng. Cách 2 cho con uống nước gạo rang nguyên liệu gạo 10 g, sao vàng, lá ngải cứu khô 15 g, đường đỏ 10 g cho tất cả vào ấm đun rồi đổ ngập nước chờ sôi mấy phút rồi nhấc xuống để hơi nguội uống hết một lần. Mỗi ngày chỉ cần uống một lần, sau 2 ngày sẽ thấy hiệu quả. Cách 3 cho con uống nước búp ổi nguyên liệu, lấy một nắm mút ổi nhai với vài hạt muối nuốt cả bã hoặc dùng búp ổi hay là ná non ổi non 12 đến 20 g sao cơ, gừng nướng 10 g hoặc củ giềng khô 10 12 g vỏ quýt khô 10 12 g cho các vị vào ấm sắc 500 ml nước còn 200 ml nước chia làm 2 lần uống trong ngày trước bữa ăn cách 4 cho con uống nước cỏ sữa sữa ná nhỏ nguyên liệu cỏ sữa cỏ sữa ná nhỏ 20 đến 50 g ở người lớn có thể dùng 100 đến 150 g sắc uống ngày một thang hoặc cỏ sữa ná nhỏ 30 g rau sam 30 g sắc uống ngày một thang hoặc cỏ sữa ná to phối hợp với hoàng đằng đấu thành cao thể nỏng để uống cách năm cho con uống nước lá thân dễ lọc vừng nguyên liệu cạp bỏ lớp phần bần bên ngoài thân cây rửa sạch thái phiến phơi hoặc sấy khô sau đó lấy 8 đến 16 g vỏ sắc với 400 ml nước còn 100 ml nước cho bé uống làm hai lần trong ngày dễ nộc vừng được dùng làm thuốc kích thích tiêu hóa hả hạt chữa đau mắt và lá chữa tiêu chảy. Cách 6. Cho con uống nước lá đu củ cải tươi. Nguyên liệu lá củ cải tươi 120g, trần bì 30g, hai thứ, thứ lá này bỏ đun chung, chắt lấy nước hai bát con nước dùng uống hai lần trên ngày sau 2 đến 3 ngày dùng thuốc vậy sẽ khỏi. Nếu các bạn thấy bài thuốc này hay hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Xin cảm ơn Tươi Nguyên liệu Ná củ cải tươi 120g Trần bì 30g hai thứ, thứ ná này bỏ đun chung Chắt lấy nước hai bát con Nước dùng uống hai lần trên ngày Sau 2-3 ngày dùng thuốc vậy sẽ khỏi Nếu các bạn thấy bài thuốc này hay Hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè Xin cảm ơn Bạn bè Xin cảm ơn